Rồi, xin chào các bác. Thì chắc các bác cũng thấy là trên cái kênh của em lâu nay không có cái video mới nào cả. Thì cũng bởi vì LG mình dạo gần đây cũng không có gì mới. Rồi mình hay mượn máy của ông Dũng ấy. Thế đến là anh em cũng hay bảo là mình là fan của Dũng thì mình cũng không ngại ngại, không muốn mượn. Thì trưa nay mình có đăng cái bài viết ở trên nhóm của mình á, là muốn mượn máy của tất cả các thương gia ấy. Thì hôm nay mình mượn được cái máy từ anh em mobile này ở chỗ Nguyễn Văn Thính ấy. Đây đây là cái số điện thoại của bác ấy nhá. Các bác nào có muốn mua máy ở chỗ bác thì cứ liên hệ thôi. Thì bác ấy gửi cho em một con LG V60 và một con hình như con Sony 1 Mark 2 thì phải. Đây, em sẽ phù hợp cho các bác thấy. Thực sự thì năm nay cũng không có con điện thoại nào làm cho em nhiều cảm hứng lắm. Thì cái con Sony 1 Mark 2 ấy là cái con mà cho em nhiều cảm hứng nhất. Kể cả con Note Ultra 20 mới đây, con Note 20 Ultra mới đây em cũng không không khoái cho lắm. Đây. Đây cái hộp này. Ở trong hộp không có gì nữa. Rồi, đây là hai, sẽ có hai con máy, có hai cái hộp này. Bọc khá là chắc chắn các bạn. Các bác xem kênh của em ấy thì chắc các bác sẽ cảm thấy là không được hay ho cho lắm, tại vì cách nói chuyện không được nhiều người ưa thích. Thôi thì các bác nào mà quan tâm thì cố gắng xem nhé. Chà. Yeah, hình như có ba con à? Đây, hai hộp và ba con. Một cái này. Có nót này. Hóa ra là bác ấy gửi cả nót cho em các bạn. Nót 20 Ultra này. Hay quá. Rồi, đây là con gì đây? Đây. Đây, đây là con Xperia 1 Mark 2 đây. Sony nhá. Rồi. Con này chắc là con V60 rồi. Tại vì mình có mượn con V60 mà. Đây. Đây. Chính xác là con V60 rồi. Rồi ok, có thể chất lượng video hơi kém các bác thông cảm nhé. Đây, con V60 cầm nó khá là dày các bạn. Cũng đây cũng là lần đầu tiên em cầm con V60 đấy, nó khá là dày. Đó, nó khá là dày. Cầm khá là đầm tay, cầm dày hơn con V50 nhiều. Đây các bác có thể thấy là cái phần bo nhựa ở phần sau này nó chiếm cái phần bo này khá là nhiều luôn, còn V50 nó không bo nhiều như này đâu. Đó. Thôi. Đây còn V60. Rồi, mình sẽ bóc cái con Sony 1 Mark 2 nhé. Rồi, con này là mình thích nhất mà. Còn mấy cái phụ kiện thì nó thì chắc thôi cứ bóc ra cho các bác xem. Đây. Đây phụ kiện của nó đây nhé. Sạc này. Cáp này. Cáp của nó là C sang C nhé. Có cả tặng cái tai nghe này. Rồi tai nghe này mình sẽ đánh giá nó sau nhé. Nếu có tặng tai nghe cũng khá là ngon rồi. Tai nghe của Sony nghe cũng ổn mà. Đây, đây là con 1 Mark 2. Con này được dán cái cương lực trước rồi. Đó, chắc là sợ vỡ con này mà. Giờ mà vỡ cái gì chắc là khó mà kiếm được cái linh kiện thay thế. Cũng dán được một cái lớp hình như là lớp PPF ở đằng sau lưng rồi. Đây này, mình sẽ bật nguồn lên. Rồi, bật nguồn lên rồi. Thì con Sony 1 Mark 2 này thực ra là cầm nó khá là dài và cầm nó thực sự là cầm nó thấy nó chất hơn cái con V60 nhà mình. Và nó rất là nam tính nữa. Đây, và nó không có bị khuyết tật ở đâu nhé. Không bị tay thỏ hay là không bị gió nước gì cả hay là không bị đục lỗ gì cả. Đó, có nghĩa là rất nhiều người khen cái con này thì cực kỳ nó ngon rồi. Và em nghĩ nó cũng rất là đắt nữa. Đây, tiếp theo là cái con mà cũng đắt không kém này mà cũng mới ra đây. Note 20 Ultra 5G. Rồi, sẽ xem nó thế nào. Rồi. Cầm con này còn nặng hơn cả hai con kia nữa các bạn. Hai con này với cái con Note 20 Ultra này cầm
nó cảm giác nó cũng đầm tay nhưng mà nó nặng hơn hai con kia và nó to hơn hai con kia nữa. Đó, cầm cái góc của nó, là cái góc của nó khá là bị hơi hơi cấn cấn nhưng mà chắc cầm nhiều thì nó sẽ quen thôi. Đó, cũng bật nguồn lên xem nào. Đó, các thông cảm nhé, cái video nó đang quay ở điều kiện ánh sáng nó không được tốt cho lắm. Đó, các bác có thể thấy. À, ba con này ấy, thì chắc các bác cũng xem nhiều kênh nó đánh giá ngoại hình được các thứ rồi. Nhưng chủ yếu mượn con này, những con này về để em đánh giá cái trải nghiệm người dùng và cái camera so sánh giữa các con thôi. Đó, chứ còn ngoại hình các thứ thì các bác tham khảo trên mạng chắc cũng biết hết rồi. Cấu hình các thứ thì các bác cũng không phải bàn nữa rồi. Rồi. Đó, các bác có yêu cầu mà test cái gì ấy thì comment bên dưới cho em nhé. Còn những cái hoa, như con máy này ấy, thì em lấy ở bên chỗ thính nhé. Thì các bác nào mà thích con nào thì có thể là lấy liên hệ với thính hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với em để em lấy gửi cái máy này trực tiếp cho các bác luôn cũng được. Đó. À, mình xem phụ kiện của con Note đã. Bỏ nó sang đây. Bỏ nó sang đây nhé. Con Note này thì cái đây cái củ sạc của nó đây. Mình nhớ trước củ sạc của con Note 10 cộng nó cũng khá là cao nhưng con này thì không biết thế nào. Đây các bác có thể thấy này. Ôi, mình cũng chẳng nhìn rõ mấy, nó hơi cái này camera hơi mờ. Ở các bác có thể thấy là nó có dòng 3A này. Đó. Ở các bác nhân lên nhé, tự nhân lên nhé, em không không để ý đâu. Đây có mấy cái chắc là cái gì đây? Cái này như không có gì trong các bạn, hình như người ta lấy rồi. Đây cũng là một cái cáp từ C sang C. Rồi, đây là cái tai nghe rồi. Đó, đây là cái tai nghe AKG này. Cái tai nghe AKG này từ hồi mình nhớ từ hồi Note 8, Note 9 luôn đấy. S8, S9. Thì không biết đến cái Note 20 này có chất lượng âm thanh nó có lên không thì mình sẽ test nó sau. Rồi, nó không có gì cả đâu. Rồi, ok. À, chào các bác nhé. Các bác có yêu cầu test gì thì comment phía dưới cho em nhé. Rồi, chào các bác.